Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Somrin đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và tham dự hội nghị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 6. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ Việt Nam hết sức vui mừng về những thành tựu to lớn của nhân dân Campuchia. Trân trọng chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu xã phường vừa qua của Campuchia. Với thắng lợi lớn thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Norodom Sihamoni và các nhà lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa xây dựng Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Nhận định về quan hệ hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là một đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Campuchia. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai nước cần phải tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tăng cường giao lưu nhân dân, thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt là thực hiện hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng cho rằng, thời gian từ nay đến tổng tuyển cử năm 2018 của Campuchia không còn nhiều. Hai nước cần tăng cường phối hợp hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Campuchia giúp bà con người gốc Việt tại Campuchia được cấp giấy tờ pháp lý, ổn định cuộc sống, trẻ em được đi học tại Campuchia. Cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Somrin bày tỏ niềm tự hào nhận thấy 50 năm qua, mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp trên phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa nhân dân hai nước, mang lại sự phồn vinh thịnh vượng cho hai nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Campuchia trân trọng chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam anh em sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh hơn nữa, thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng, thành tích này thể hiện sự nỗ lực và ý chí của hai nước trong việc sớm hoàn thành nhiệm vụ này và tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện hơn 10% còn lại, phục vụ việc xây dựng khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Somrin cũng khẳng định, Campuchia trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng và phát triển đất nước.